Như đã thông tin trước đó, tình trạng các xe gắn mác, xe phục vụ vệ sinh môi trường chở rác thải xây dựng từ các dự án lớn đến đổ thải trái phép ra các khu đất trống tại khu vực xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn đề nghị cung cấp thông tin về trách nhiệm quản lý trên địa bàn. Tuy nhiên, đã hơn một tháng trôi qua, sau nhiều lần gọi điện và đến trực tiếp Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn, đến thời điểm hiện tại, phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ đơn vị này. Theo đó, tình trạng đổ thải tại xã Đa Tốn diễn ra một cách ngang nhiên, bất chấp các quy định của pháp luật. Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã ghi nhận các xe môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Hà Nội UDECO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Công nghệ Việt Đức. Các xe này có gắn chữ xe phục vụ vệ sinh môi trường vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày liên tục chở phế thải, rác thải xây dựng từ dự án cạnh đó đến đổ san lấp tại đây. Theo tìm hiểu, loại phế thải này phần lớn là các loại rác khó phân hủy, có hại cho môi trường tự nhiên, có chứa nhiều thành phần nguy hại và phải được chuyển đến nơi tập kết, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các công ty môi trường này lại thản nhiên đem chôn trước mắt của cơ quan chức năng địa phương. Để có được thông tin chính xác, khách quan, đa chiều, phóng viên Tầm nhìn TV đã nhiều lần liên hệ, đề nghị làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn và Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm. Tuy nhiên đến nay, đều chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ hai đơn vị này. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Liên quan đến sự việc, trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên vào ngày 5 tháng 11 năm 2019, ông Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn cho biết. Em đăng bài cho một anh rồi đúng không? Em gọi làm gì? Vì anh kiểm tra dân người ta, chuyển đổi người ta cứ móc lên người ta đổi đấy, anh đang cho kiểm tra. Nhưng mà thực ra em có thể là bọn anh có thể là không gặp bọn em không trao đổi được. Nhưng mà em phải tôn trọng bọn anh. Vì anh không thích làm việc với các em là đăng bài của anh nên vì làm việc bọn anh không thích. Bởi vì em đăng tài của anh lên rồi thì về làm việc làm gì nữa? Bởi vì người ta không cần biết, bởi vì lãnh đạo chẳng cần biết là ông này như nào. Người ta sẽ cho việc kiểm tra, chứ không cần cần một em kiểm tra. Còn nếu mà làm việc thì anh đăng ký với văn của anh sẽ làm việc với em. Bây giờ anh đi họp với lãnh đạo của anh hôm nay tập huấn của anh. Anh phó được kiểu vấn hết. Yeah. Theo đúng lời vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn, phóng viên đã để lại giấy giới thiệu và nội dung đề nghị làm việc cụ thể để đặt lịch làm việc với lãnh đạo xã tại văn phòng. Những tuần sau đó, phóng viên đã nhận được hai lịch hẹn của văn phòng xã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn để làm việc. Tuy nhiên, điều khiến nhóm phóng viên chúng tôi bức xúc và phẫn nộ, có cảm giác như đang bị trêu đùa khi cả hai lần đều do Ủy ban Nhân dân xã chủ động hẹn lịch làm việc, nhưng khi phóng viên đến lại được báo rằng lãnh đạo bận đi vắng một cách khó hiểu. Thì hẹn em hai lần xuống thì lần nào em cũng phải đợi khoảng độ 2 tiếng, hôm nay là cũng đến 2 tiếng rồi đấy. Tại vì là từ và ngoài ý muốn ạ. Cũng ngoài ý muốn thôi, tại vì chị cũng đã xếp lịch rồi, nhưng mà như cái này thì nó cũng là đột xuất. Đấy, nên ngoài ý muốn chị cũng không muốn bên em mà đi lại lại nhiều lần. Hôm nay thì chị cũng chỉ biết bên chị là chị đặt lịch thôi, nhưng khi mà xếp họp thì đấy, họp tỉnh họp xong một cuộc thì nó sẽ về lên cơ quan. Bây giờ lại họp thêm cuộc nữa. Bây giờ lại thêm một cuộc họp ạ? Sao nãy chị bảo là đi dự Khánh Thành gì không ạ? Dự xong thì lại ngồi họp tiếp. Ở một diễn biến khác, phóng viên đã liên hệ làm việc và đề nghị làm rõ với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội. Hiện tại, đội 2 của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đang tiếp nhận và điều tra làm rõ. Như vậy, trước sự im lặng khó hiểu của chính quyền địa phương, kết quả là cả khu vực này trước đây là khu đất thấp trũng, nay được san thành bãi đất rộng vài nghìn mét vuông. Hiện đang biến thành mặt bằng để kinh doanh, ươm cây giống, bán cây cảnh. Không biết những khu đất này là đất dự án nào và đang được quản lý như thế nào. Nhưng dư luận cho rằng chính quyền địa phương đã góp công sức không nhỏ để từng ngày, từng giờ, các loại rác thải, chất thải độc hại vẫn được đem chôn, san lấp, đe dọa môi trường. Và cần làm rõ mặt bằng có được nhờ san lấp chất thải này được đơn vị nào cho thuê và sử dụng vào mục đích gì. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng cần khẩn trương có những biện pháp quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm tình trạng đổ phế thải tràn lan tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Đồng thời, xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Báo điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin.